Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đát giải mã rất là hay đến từ thương hiệu của Kiwi. Đây là một trong những cái chiếc đầu giải mã thế hệ mới nhất của Kiwi sau con K08. Đây là con Kiwi FX9, một trong những cái con mà mới ra mắt và đang làm mưa làm gió trên thị trường đầu giải mã giá rẻ vừa rồi. Thì như anh em có thể thấy chiếc Kiwi FX9 này thì nó có cái thiết kế to hơn cái con Kiwi K08. Đấy. Và nó có cái mặt đồng hồ hiển thị ở phía trên để chúng ta có thể biết được. Trước thì cái con K08 nó chỉ có cái màu ấy. Ví dụ như là màu xanh, màu đỏ thì là nó sẽ chuyển những cái chế độ như là Optical hay là AUX hay là Bluetooth. Thì cái con này thì nó đã có ở đây. Đó. Thì hàng nó về thì trên một cái hộp của thằng Kiwi như này thì nó sẽ gồm có một cái remote. Con này thì nó nâng cấp, nó có pin sẵn ở trong này, chúng ta không cần phải mua pin cho vào như con kia nữa. Cái thứ hai nữa là cái jack nguồn của nó, như anh em có thể thấy jack nguồn thì là nó trang bị cái đầu cắm luôn rồi đó, anh em có thể thấy cái đầu sạc ấy. Đó, anh em không phải cắm vào cái đầu điện thoại hay là gì nữa. Đấy là một điều rất là thuận tiện. Ngoài ra thì cái dây optical của nó này, anh em có thể thấy là nó đã làm chất lượng hơn, bự hơn. Đấy, rất là nhiều. Đây là cái phần anten Bluetooth của nó thì là Bluetooth 5.0 luôn. Giải mã lên tới 24 bit. Ngoài ra thì anh em có thể thấy ở con này thì chúng ta có thể có cái chế độ volume nằm ở ngoài này luôn. Đấy, rất là tiện. Còn trước con Kiwi K08 thì tất cả anh em phải điều khiển ở trên cái remote. Còn đâu con này thì chúng ta có thể điều khiển ở trên cái thằng màn hình chính này. Hoặc là anh em có thể chuyển các cái chế độ, anh em chỉ cần nhấn vào. Đó. Thì là nó sẽ chuyển các cái chế độ nhìn nó rồ hơn. Ngoài ra thì con này có một cái chức năng rất hay, đấy là chức năng mic in này của nó. Anh em có thể cắm micro vào, chúng ta hát karaoke với cả một cái âm ly thôi, nó giống như là một cái vang luôn. Đấy, nó vừa là giải mã, nó vừa là cái vang số, và chúng ta có thể chỉnh echo rồi là mixer nằm ở trên này hết đó. Ngoài ra nữa thì anh em có thể thấy chúng ta có thể chỉnh bass set rồi là volume tất cả trên cái con này, kiểm soát tổng hết. Đó, rất là tiện. Nên là chúng ta rất là dễ sử dụng. Và cái chất âm của con này thì nó cực kỳ hay, nó tốt hơn cả K08 rất là nhiều. Mừng đôi ta tình nồng hương tươi vơi. Nhắc lại với anh em cái tính năng của nó nhé. Con này nó giải mã qua cổng optical ở đây. Optical lên tới 24 bit. Ngoài ra nó chơi được USB rồi là chơi Bluetooth 5.0 rất là tốt. Bluetooth thì khi mà anh em kết nối thì nó sẽ hỏi cái bát guộc, thì anh em sẽ nhấn 1, 2, 3, 4 vào là chúng ta có thể nó chơi rồi. Đó, nên là cái con này rất là ok. Giá thì là nó đắt gấp đôi con Kiwi K08, nhưng mà cái giá trị sử dụng của nó thì cũng gấp đôi lên. Thậm chí chất âm nó còn cải thiện cực kỳ nhiều luôn. Đó. Với những cái bộ dàn hoặc là những cái âm ly mà anh em không chỉnh được bass set ấy, thì con này nó chỉnh bass set lên rất là tốt. Đó. Đây anh em có thể thấy bass set làm trên này, input rồi là reset volume ở trên này hết. Đây là cái hộp của nó này. Con này thì với cái giá bình dân thì anh em xài rất là ok. Nói chung là trên dưới 1 triệu thì con này xài cực kỳ tốt. Thì giá thị trường thì nó rơi vào khoảng độ tầm 1,2 triệu. Còn đâu em bán với giá là 990.000. Đó, anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua cái cục này. Rất là xịn sò nhá. Đợt trước cái cục K08 nó xài cũng
rất là tốt trong cái tầm giá 500.000, thì với tầm giá 900 cho tới 1 triệu như thế này thì con này cực kỳ rất là ok. Đó, chất lượng mà nó được bảo hành 12 tháng chính hãng. Nếu mà có lỗi gì anh em có thể gửi về Kiwi ở Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội thì họ sẽ kiểm tra và có thể đổi cho anh em một cái mới trong vòng 12 tháng. Đó, dây dợ các thứ là nó cũng xịn hơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn cả anh em nhé. Nói chung anh em chỉ cần về cắm vào là chơi thôi. Đặc biệt thì khi mà mua thì em sẽ tặng cho anh em cái sợi dây AP này. Đó, ngày xưa bán thì nó không có cái này đi theo cái máy ấy, thì anh em hay hỏi thì đợt này thì tặng luôn. Có nghĩa về anh em chỉ việc cắm là chơi thôi. Đó. Thì trên nó có một cổng AUX này, USB này, micro này. Đó. Phía sau thì nó có một cổng ra của thằng AV, cổng optical vào rồi anten rồi thằng đấy nguồn. Rồi con này có cả HDMI luôn, giải mã qua cổng HDMI luôn. Đó. Những cái cổng vào của nó gồm là như thế. Rồi bây giờ sẽ test nhạc cho anh em. Anh em chờ một chút nhá. Bây giờ là đang lấy nguồn ở trên TV xuống. Đêm nay trời sáng trăng, mình bên nhau cùng hòa chung câu hát. Hương xuân tình đắm say, nhạc lâng lâng, lòng em nghe sao xuyên. Ta say cùng ánh trăng, cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Em mơ một giấc nào mình bên rượu hồng vui sao cười, muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta, tình nồng hương phơi phới. Xin muôn đời có nhau, tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai, muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Thấy là chất lượng âm thanh của nó ra rất là tốt. Và nếu như mà anh em ngoài cái review này của em thì có rất là nhiều anh em khác cũng review về con này, thì nếu mà hay hay không thì anh em hãy trải nghiệm nhé. Nếu mà anh em nào sử dụng Kiwi K08 mà trong tầm giá 500.000 mà thấy ok rồi ấy, thì có thể nâng cấp lên con này. Đó, đây là cái sách hướng dẫn sử dụng của nó. Em nhắc lại nhé, con này thì nó giải mã qua optical lên tới 24 bit, kết hợp với đấy là USB AUX, rồi là có cả mic để làm hát karaoke. Nó như là một cái vang luôn, vang số luôn. Đấy, anh em xài. Rồi là được tặng kèm một dây AV, rồi là tặng trên cái máy của nó thì còn có cả cái cổng optical tặng kèm. Dây của nó có cả cái ổ cắm luôn. Đấy, cái giắc cắm luôn, rất là tiện. Cảm ơn tất cả anh em nha.